Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất chế biến nông sản Cát Tường của tỉnh Tiền Giang vừa cho biết công ty đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện các khâu hoàn thiện cho lễ xuất khẩu lô vú sữa đầu tiên của Việt Nam sang Mỹ. Sau 10 năm cố gắng đạt yêu cầu chất lượng kiểm định của Mỹ thì Việt Nam có thể trở thành nước đầu tiên được phép xuất khẩu vú sữa sang Mỹ. Theo đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất chế biến nông sản Cát Tường Tiền Giang, lô vú sữa đầu tiên sẽ xuất khẩu sang thị trường Mỹ được ấn định vào ngày 26 tháng 12. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, để được phía Mỹ chấp thuận nhập khẩu, trái vú sữa của Việt Nam phải đáp ứng được 3 yêu cầu cơ bản: vùng trồng thực hiện theo quy trình yêu cầu phía Mỹ và phải được cấp mã số, đơn vị đóng gói sản phẩm được phía Mỹ chứng nhận đáp ứng yêu cầu và nhà máy chiếu xạ trái vú sữa cũng phải được phía Mỹ chứng nhận. Hiện nay đã có hơn 30 hectare vùng chuyên canh vú sữa của tỉnh Tiền Giang được cấp mã số vùng trồng đáp ứng được yêu cầu của phía Mỹ, nghĩa là đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào Mỹ. Việt Nam cũng là nước đầu tiên được phép xuất khẩu vú sữa sang Mỹ. Đây là kết quả sau gần 10 năm Việt Nam gửi hồ sơ đăng ký xuất khẩu loại trái cây này và được phía Mỹ xem xét thông qua về điều kiện kiểm dịch thực vật. Theo thống kê sơ bộ, hiện nay diện tích trồng cây vú sữa của nước ta đạt khoảng 5.000 hectare, trong đó tập trung chủ yếu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nhiều nhất là Tiền Giang 3.100 hectare và Cần Thơ 1.200 hectare.